Xin chào tất cả các em. Trong các video lần trước, cô đã hướng dẫn xong cho các em về chương các định luật bảo toàn và các bài tập vận dụng liên quan. Vậy thì trong video hôm nay, cô sẽ chuyển tiếp sang phần số 2, đó chính là phần nhiệt học. Các em vào nội dung của chương 5, đó là chương chất khí. Bài 28, bài cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí. Tất cả các em quan sát hình ảnh sau đây. Ở đây cô có nước đá, ở đây là nước và đây là hơi nước. Như các em biết rằng là nước đá, nước hay hơi nước thì đều cấu tạo chung từ một phân tử, đó là phân tử nước H2O. Vậy thì dựa vào cái hình ảnh này, các em cho cô biết thể tích và hình dạng của chúng như thế nào. Thì đối với trường hợp nước đá thì các em thấy rằng nó có thể tích và hình dạng riêng. Nhưng đối với nước thì nó có thể tích riêng, còn hình dạng là hình phần bình chứa nó. Còn đối với hơi nước, các em lưu ý, đối với hơi nước thì nó không có thể tích và cũng không có hình dạng riêng. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra đó là tại sao nước, nước đá và hơi nước thì đều cấu tạo từ cùng phân tử là nước mà chúng lại có cái thể tích và hình dạng khác nhau như vậy? Để trả lời được câu hỏi này, các em vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Phần 1 lớn, đó là phần cấu tạo chất. Trong phần cấu tạo chất thì các em nghiên cứu 3 nội dung. Thứ nhất, đó là những điều đã học về cấu tạo chất. Thứ hai là lực tương tác phân tử. Thứ ba là các thể rắn, lỏng, khí. Sang nội dung phần 2 lớn là thuyết động học phân tử chất khí. Và trong cái phần này thì các em sẽ học một nhỏ là nội dung của thuyết động học phân tử chất khí. Thứ hai là khí lý tưởng. Bây giờ các em vào phần 1 lớn. Phần cấu tạo chất. Một nhỏ, những điều đã học về cấu tạo chất. Như các em đã biết rằng là trong cái chương trình vật lý lớp 8 thì các em đã học về cấu tạo chất. Và trong hôm nay cô sẽ nhắc lại cái những điều các em đã học về cấu tạo chất như sau. Thứ nhất, đó là các chất thì được cấu tạo từ những hạt riêng biệt, tôi gọi đó là phân tử. Và giữa các cái phân tử này nó có khoảng cách. Bây giờ đây là cấu trúc của tinh thể muối ăn NaCl, thì được cấu tạo bởi Na cộng và Cl trừ, hai ion này. Thứ hai là các phân tử thì chuyển động không ngừng. Các em quan sát các cái phân tử này ở điều kiện thường nhé. Đây, ở điều kiện thường thì các cái phân tử này chuyển động không ngừng. Nó không luôn đứng yên tại một chỗ mà nó luôn chuyển động không ngừng. Vậy thì nếu chuyển các phân tử này mà chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí sẽ càng cao. Do đó, ba nội dung mà các em đã học về cấu tạo chất thì cô nhắc lại như sau. Thứ nhất, các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử, và giữa các cái phân tử này nó có khoảng cách. Thứ hai, các phân tử chuyển động không ngừng. Thứ ba, các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Như vậy thì các em đã biết rằng là các chất thì được cấu tạo từ các phân tử và các phân tử này chuyển động không ngừng. Vậy tại sao một viên phấn, cây bút, cái bàn nó vẫn giữ được hình dạng khi các phân tử này chuyển động? Để trả lời được câu hỏi này, các em sang nội dung phần 2 nhỏ. Lực tương tác. Vốn dĩ thì các cái phấn, bàn hay bút thì giữ được hình dạng của chúng khi các phân tử chuyển động, bởi là vì giữa các cái phân tử này tồn tại đồng thời hai loại lực, lực hút phân tử và lực đẩy phân tử. Đây các em theo dõi nhé, đây là lực đẩy phân tử. Giữa các phân tử cấu tạo nên vật đồng thời có cả hai lực kem nhé, là lực đẩy và lực hút. Và những cái lực này người ta gọi đó chính là lực tương tác phân tử. Và độ lớn của cái lực tương tác phân tử này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử. Cô coi như hai phân tử đứng cạnh nhau như hai cái quả cầu. Kem theo dõi trên hình ảnh như sau. Coi hai phân tử đứng cạnh nhau như hai quả cầu. Và cô coi cái liên kết giữa hai phân tử như một lò xo. Đây, hai cái đầu lò xo gắn vào hai cái quả cầu như thế này. Trường hợp thứ nhất, nếu như lò xo mà bị giãn, tổng hợp lực liên kết
sẽ là lực hút. Các em theo dõi nè, trường hợp nếu lò xo bị giãn thì trong trường hợp này tổng hợp cái lực liên kết sẽ là lực hút. Trường hợp thứ hai, nếu như lò xo đang bị nén lại các em thì tổng hợp lực liên kết sẽ là lực đẩy để cho lò xo nó trở về cái vị trí như thế này. Trường hợp thứ ba, nếu như lò xo không bị nén cũng không bị giãn thì lực đẩy và lực hút của nó sẽ cân bằng nhau. Đây các em theo dõi như vậy. Thì như vậy các em thấy rằng là độ lớn giữa các lực phân tử này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử. Nếu như khoảng cách giữa các phân tử này mà nhỏ thì các em sẽ có lực đẩy lớn hơn lực hút. Và khi khoảng cách giữa các phân tử này lớn thì lực hút sẽ lớn hơn lực đẩy. Còn khi khoảng cách giữa các phân tử là rất lớn thì lực tương tác phân tử trong trường này sắp xỉ lấy bằng không. Các em lưu ý nhé. Và cái mô hình các em chú ý là cái mô hình mà cô mới hướng dẫn cho các em chỉ cho phép hình dung gần đúng cái sự xuất hiện của lực đẩy và lực hút phân tử. Nó không cho chúng ta thấy bản chất cũng như sự phụ thuộc độ lớn của lực này vào khoảng cách giữa các phân tử. Các em lưu ý hộ cô nhé. Vậy thì dựa vào những cái lý thuyết các em mới vừa học, các em có thể trả lời được cho cô câu hỏi C1 trong sách giáo khoa trang 151. Đó là tại sao cho hai thỏi chì có mặt đáy phẳng đã được mài nhẵn tiếp xúc vào nhau thì chúng lại hút nhau? Tại sao hai mặt không được mài nhẵn thì chúng lại không được hút nhau? Bây giờ các em theo dõi này. Cô có hai cái thỏi chì. Ở đây, hai thỏi chì này. Hai thỏi chì này là chưa mài nhẵn các em nhé. Cho tiếp xúc lại với nhau. Các em theo dõi nào. Thì cái thỏi chì này nó lại không dính lại với nhau. Còn hai cái thỏi chì này nếu mà cho mài nhẵn lại với nhau, mài nhẵn lại, khi mà cho tiếp xúc thì chúng lại dính được với nhau. Vậy câu hỏi là đặt ra, tại sao cái thỏi chì có đáy được mài nhẵn thì hút nhau, còn không được mài nhẵn thì chúng lại không được hút nhau? Vậy để trả lời câu hỏi này, để trả lời được câu hỏi này, các em theo dõi như sau. Khi mà mình mài nhẵn hai cái đầu của thỏi chì này rồi thì khoảng cách giữa các phân tử này là đủ lớn để cho cái lực hút xuất hiện và các phân tử để hút cái phân tử này lại gần với nhau hơn. Còn khi mà chưa mài nhẵn thì khoảng cách giữa các phân tử rất là lớn, do đó giữa các phân tử không có lực hút và chúng không hút nhau. Do đó là cái trường hợp này là khi mà chưa mài nhẵn thì hai cái thỏi chì này nó không hút nhau. Vậy tương tự như thế này, các em có thể giải thích được cái câu C2 trong sách giáo khoa trang 151. Cô đọc nội dung như sau. Tại sao có thể sản xuất thuốc viên nén bằng cách nghiền nhỏ dược phẩm rồi cho vào khuôn nén mạnh? Nếu bẻ đôi viên thuốc rồi dùng tay ép sát hai mảnh lại thì hai mảnh không thể dính liền với nhau. Tại sao? Như vậy thì các em thấy rằng là để mà sản xuất cái thuốc viên thì người ta sẽ cho nghiền nhỏ và được cho cái dược phẩm đó vào cái khuôn nén mạnh. Khi mà mình bẻ cái viên thuốc này đi thì khoảng cách giữa các phân tử là rất lớn, do đó là nó không có lực hút và chúng không hút lại được với gần nhau nữa. Do đó là khi mà bẻ đôi cái viên thuốc rồi thì hai cái mảnh của viên thuốc nó sẽ không dính lại gần nhau nữa. Các em lưu ý nhé. Bây giờ các em sang phần 3 nhỏ, đó là cá thể rắn, lỏng và khí. Vậy thì cô sẽ so sánh nội dung của thể rắn, lỏng, khí về các cái nội dung. Thứ nhất, đó là khoảng cách giữa các phân tử. Thứ hai là tương tác phân tử. Thứ ba là chuyển động phân tử. Và thứ tư là hình dạng. Thứ năm là thể tích. Vậy thì các em sẽ cùng cô xem một cái video sau đây để các em hiểu rõ hơn về phần này nhé. Vào năm 1827, nhà sinh vật học Robert Brown đang nhìn qua kính hiển vi để nghiên cứu các hạt phấn hoa trong nước. Ông quan sát thấy điều lạ thường. Các hạt luôn chuyển động và không bao giờ chậm lại, ngay cả khi ông quan sát lại sau đó rất lâu. Điều này được biết tới như chuyển động Brown. Nhưng chính ông Brown cũng không giải thích được lý do gây ra nó. Albert Einstein chính là người hiểu ra rằng
chuyển động do những phân tử nước bé xíu và vô hình va đập với các hạt phấn hoa. Ngày nay, chúng ta gọi đó là thuyết động học phân tử vật chất. Mọi thứ đều cấu thành từ các phân tử li ti mà chúng ta có thể coi như những quả bóng bé xíu. Những phân tử này chuyển động liên tục và có những lực hấp dẫn ngăn cách chúng. Độ mạnh của các lực hấp dẫn này sẽ quyết định dạng thức của vật thể. Chất rắn, chất lỏng hay chất khí. Với chất rắn, các phân tử nằm rất sát nhau theo một dạng thức nhất định. Chúng rung xung quanh những điểm cố định, nhưng không thể chuyển động tự do ra xung quanh. Sức hấp dẫn giữa các phân tử rất mạnh. Vì thế chất rắn không thể tự dịch chuyển được. Chúng giữ hình dạng và có thể tích cố định. Các phân tử trong chất lỏng vẫn ở gần nhau, nhưng chúng có thể chuyển động tự do. Bởi vậy chất lỏng không có hình dạng cố định, và chúng có thể chảy vì các phân tử có thể trườn lên nhau. Lực hấp dẫn giữa các phân tử lỏng yếu hơn so với ở chất rắn, nhưng vẫn còn mạnh. Ở chất khí, các phân tử nằm xa nhau hơn nữa, và ở giữa là khoảng trống. Chúng chuyển động nhanh và ngẫu nhiên ở mọi hướng. Với lực hấp dẫn rất yếu ở giữa các phân tử, chất khí không giữ hình dạng nhưng luôn lấp đầy các hộp lưu giữ chúng. Chúng có thể chuyển động, và vì có rất nhiều không gian trống, chúng có thể được ép lại để có thể tích nhỏ hơn. Chuyển động Brown có thể được quan sát ở cả chất lỏng và chất khí do sự chuyển động tự do và ngẫu nhiên của các phân tử, mở ra một thế giới ngầm của vật chất vốn luôn chuyển động, nhưng quá nhỏ nên chúng ta không thấy. Như vậy thì các em vừa xem xong video, và bây giờ các em sẽ quay lại cùng nội dung với ba nhỏ là các thể rắn lỏng khí nhé. Như vậy thì các em thấy rằng là đối với thể rắn, các cái phân tử này ở rất gần nhau, do đó khoảng cách giữa các phân tử này là rất nhỏ. Còn đối với thể khí thì ở các phân tử này thì ở xa nhau, do đó khoảng cách giữa các phân tử rất là lớn. Còn đối với thể lỏng thì các cái phân tử này lớn hơn ở thể khí, nhưng khoảng cách giữa các phân tử này lại bé hơn ở thể rắn. Do đó các em có nội dung như sau. Lực tương tác giữa các phân tử thì vì các cái khoảng cách giữa các phân tử ở thể rắn rất là nhỏ, do đó lực tương tác giữa phân tử rất là lớn. Còn đối với thể lỏng thì lớn hơn ở thể khí nhưng lại bé hơn ở thể rắn. Và ở các thể khí thì các phân tử này rất xa nhau, do đó lực tương tác của chúng rất là nhỏ. Chuyển động phân tử thì các em theo dõi video và trong sách giáo khoa thì các em thấy rằng là đối với thể rắn thì các phân tử này dao động quanh một vị trí cân bằng cố định. Còn đối với thể lỏng, nó sẽ dao động quanh một vị trí cân bằng và có sự di chuyển. Còn đối với thể khí thì các phân tử này chuyển động một cách hỗn loạn. Đối với thể rắn, vì các phân tử ở rất gần nhau, lực tương tác giữa các phân tử rất là lớn, do đó nó có hình dạng xác định. Còn thể lỏng thì nó phụ thuộc vào phần bình chứa nó. Đối với thể khí thì nó không có hình dạng xác định. Về thể tích của chất thể rắn thì cũng có thể tích xác định, thể lỏng cũng có thể tích xác định, nhưng thể khí thì nó không có xác định. Như vậy thì các em sẽ so sánh một cái tính chịu nén của vật rắn, lỏng, khí và giải thích. Ở đây là thể khí các em này, thể lỏng và đây là thể rắn. Như vậy các em biết rằng là ở thể rắn nó ít chịu nén nhất, bởi vì nó có mật độ phân tử rất là lớn và khoảng cách giữa các phân tử này rất nhỏ. Còn đối với thể khí, chất khí chịu nén nhiều nhất, bởi vì nó có mật độ các phân tử rất là nhỏ và khoảng cách giữa các cái phân tử này là rất lớn. Do đó so sánh cái tính chịu nén thì các em thấy là chất rắn sẽ nhỏ nhất, chất lỏng và sau đó đến chất gì các em? Chất khí. Như vậy thì các em biết rằng là các cái vật chất thông thường thì tồn tại ở dưới
ba dạng, đó là thể rắn, thể lỏng và thể khí. Như vậy thì nếu như ở trong lòng mặt trời, cái nhiệt độ của nó có thể lên tới hàng chục triệu độ. Vậy thì cái nhiệt độ này, vật chất không tồn tại ở dưới ba dạng thể rắn, lỏng, khí này nữa, mà nó tồn tại dưới một cái trạng thái người ta gọi đó là trạng thái plasma. Vậy thì trong cái trạng thái plasma này, vật chất không tồn tại ở dạng nguyên tử và phân tử, mà nó tồn tại dưới dạng là ion. Trên trái đất thì cái trạng thái plasma này nó rất là hiếm. Tuy nhiên trong vũ trụ thì cái trạng thái plasma này có tới đến 99% vật chất tồn tại ở trạng thái plasma. Cái phần này các em có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng hoặc đọc thêm ở trong phần em có biết trong sách giáo khoa nha. Tiếp theo cô sang phần 2 lớn, nội dung thuyết động học phân tử chất khí. Các em vào phần 1 nhỏ, nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí. Như các em đã biết rằng là chất khí thì được cấu tạo từ các phân tử. Và các em có nhận xét gì về cấu tạo của chất khí? Chất khí thì được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Thứ hai nữa là các phân tử khí này chuyển động hỗn loạn không ngừng. Nếu chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao. Đây các em theo dõi chất khí này ở trong trường hợp 20 độ. Và khi ở 40 độ thì các em thấy là các phân tử khí này chuyển động rất là nhanh. Và khi mà chuyển động nhanh như vậy thì chúng có va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình, gây áp suất lên thành bình. Các em lưu ý này, các cái phân tử này va chạm vào nhau, trong quá trình nó chuyển động nó sẽ va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình, gây áp suất lên thành bình. Như vậy thì vì sao chất khí lại gây được áp suất lên thành bình? Thì các em có thể giải thích như sau. Mỗi cái phân tử này va chạm vào thành bình thì nó gây ra một cái lực không đáng kể. Tuy nhiên, nếu như nhiều cái phân tử cùng va chạm vào thành bình thì nó sẽ gây lên một cái lực đáng kể, và cái lực này sẽ gây nên áp suất lên thành bình. Do đó các em lưu ý như sau. Nội dung của thuyết động học phân tử chất khí gồm 3 nội dung. Cô nhắc lại và các em ghi đầy đủ vào trong vở của cô nhé. Phần này các em cũng sẽ học thuộc luôn. Thứ nhất, chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Thứ hai, các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng. Chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao. Thứ ba, khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình, gây áp suất lên thành bình. Cái phần này các em nhớ là cô là ghi đầy đủ nhé. Các em sang phần 2 nhỏ, đó là các khí lý tưởng. Như các em đã biết, đặc điểm của chất khí đó là vì cái kích thước của các cái phân tử này nó không đáng kể, mà các phân tử khí này ở xa nhau, do đó cái thể tích của các cái phân tử khí rất nhỏ so với cái thể tích của cái bình chứa. Vì vậy mình có thể bỏ qua cái thể tích của các phân tử và coi như là các chất điểm. Thứ hai nữa là khi mà chưa va chạm với nhau thì lực tương tác giữa các phân tử này rất là yếu. Thứ ba là các phân tử chuyển động hỗn loạn chỉ tương tác với nhau khi va chạm và va chạm vào thành bình. Vậy thì một cái chất khí mà trong đó được coi là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm, người ta gọi đó chính là khí lý tưởng. Các em ghi nội dung chất khí lý tưởng giúp cô và vỡ nhé. Cô nhắc lại, chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm gọi là khí lý tưởng. Như vậy thì qua cái bài học ngày hôm nay, các em cần nắm rõ cho cô, thứ nhất là những điều đã học về cấu tạo chất, thứ hai là lực tương tác phân tử, thứ ba là các cái thể rắn lỏng khí, và các em nắm cho cô nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí và định nghĩa khí lý tưởng là gì. Bây giờ cô sẽ sang một cái phần củng cố như sau. Câu 1. Ghép nội dung ở bên trái với nội dung ở bên phải. Đây, cô có nội dung ở bên trái, có 3 nội dung như sau. Thứ nhất, nguyên tử, phân tử ở thể rắn. Thứ hai là nguyên tử, phân tử ở thể lỏng. Và thứ ba là nguyên tử, phân tử ở thể khí. Ở bên phải thì cô có 3 nội dung. Nội dung A là chuyển động hỗn loạn. Nội dung B là dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố định. Nội dung C là dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định. Vậy thì các em đã học về thể rắn lỏng khí, cô đã giới thiệu ở phần 1 lớn 3 nhỏ đúng không? Như vậy thì cô sẽ sắp xếp lại như thế này. Đối với nguyên tử, phân tử ở thể rắn thì nó dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
Còn đối với nguyên tử, phân tử ở thể lỏng thì nó dao động xung quanh các vị trí cân bằng, không cố định. Các em lưu ý nhé. Nguyên tử, phân tử ở thể khí thì nó chuyển động hỗn loạn. Đây, vậy là cô đã ghép xong bên trái và bên cột bên phải của nội dung. Các em sang câu số 2. Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng? Các em lưu ý là không đúng nha. Câu A, lực tương tác phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau. Câu B, lực hút phân tử có thể rất lớn. Xin lỗi, lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử. Câu C, lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử. Câu D, lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử. Vậy thì cái phần này về phần lực tương tác phân tử cô đã hướng dẫn cho các em rồi. Và đáp án đúng của câu này sẽ là đáp án C, lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử. Các em lưu ý câu này là câu sai ha. Như vậy thì qua cái bài học ngày hôm nay, cô hy vọng là các em sẽ nắm rõ hơn về cấu tạo chất và thuyết động học phân tử chất khí. Hy vọng là các em ghi bài và học bài đầy đủ. Hẹn gặp lại các em trong video lần sau. Cô chào tất cả các em.